Cơn mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến quốc lộ 28B đoạn qua huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận xuất hiện những điểm sạt lở sụt lún nghiêm trọng và gây ra nhiều nguy hiểm rình rập cho xe cộ qua lại. Dọc con đèo Đại Ninh, những mảng đất đá to cùng cây cối từ trên đồi sạt lở và trôi xuống đường, cản trở xe cộ qua lại. Mặc dù các đơn vị thi công đã sang ủi, dọn dẹp nhưng những điểm sạt lở vẫn đang lơ lửng, có dấu hiệu tiếp tục sạt xuống bất cứ khi nào. Theo Ban an toàn giao thông Bình Thuận, trên toàn tuyến quốc lộ 28B có ít nhất 34 điểm sạt lở nghiêm trọng, đường bị nứt toát và sụt lún tạo thành nhiều điểm đen giao thông. Đây là con đường ngắn nhất kết nối Phan Thiết-Đà Lạt, dài khoảng 160 km, nên du khách và lưu lượng xe cộ khá đông.